Tôi đã vật lộn với rầy nâu trong nhiều năm, nhưng sau khi áp dụng vi sinh hữu cơ của Microbio, cây lúa của tôi đã phát triển mạnh trở lại, không còn tình trạng cháy rầy hay còi cọc nữa. Sản phẩm này là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các cánh đồng lúa ở Đông Nam Á.